Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh SoundCloud và YouTube của Trạm Radio. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, cũng là số radio cuối cùng trong tháng này. Và nếu các bạn thính giả chưa biết, thì vào ngày này 80 năm trước, ngày 28 tháng 2 năm 1939, một người nhạc sĩ tài hoa của làng nghệ thuật Việt Nam đã ra đời. Chắc hẳn các bạn đã đoán ra, bởi vì chúng ta đã nói về ông trong suốt cả một tháng nay, đó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và để kỷ niệm 80 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong trạm radio số 31, Trịnh Công Sơn, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô hôm nay, Hà Trang xin mời các bạn cùng đến với ca từ trong các nhạc phẩm của ông, một yếu tố có đóng góp không hề nhỏ trong việc làm nên thương hiệu Trịnh Công Sơn. Hay như cách nói của nhà văn Bửu Ý, lời ca trong ca khúc Trịnh Công Sơn đã làm nên tên tuổi Trịnh Công Sơn. Vị khách mời sẽ xuất hiện trong trạm radio số 31 để cùng Hà Trang thảo luận về chủ đề này là một gương mặt khá quen thuộc với chương trình, đó là nhà văn Nguyễn Trương Quý. Xin chào anh Trương Quý, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời quay trở lại với trạm radio. Xin chào thính giả của chương trình trạm radio, xin chào Hà Trang. Tôi rất vui và rất cảm động khi được mời tham gia vào một số radio đặc biệt, đó là về nhạc sĩ Công Sơn. Một tác giả mà tôi có những bài hát mà có lẽ tôi thuộc rất là nhiều và đã đi vào trong tâm trí của tôi suốt nhiều năm qua. Có lẽ phải công nhận rằng hiếm có nhạc sĩ nào trong lịch sử nổi tiếng và gây được sức ảnh hưởng lớn như Trịnh Công Sơn, đến nỗi mà khái niệm nhạc Trịnh gần như được sử dụng như từ chỉ một thể loại nhạc, tương đương với nhạc tiền chiến hay nhạc trữ tình, ví dụ như vậy. Theo anh thì sức sống trong nhạc Trịnh đến từ đâu? Ca từ có đóng góp như thế nào trong đời sống ấy? Theo tôi, sĩ nhạc Trịnh Công Sơn có một cái sức sống bền bỉ và truyền qua rất nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam. Có lẽ là bởi vì cái sự gần gũi về mặt cấu trúc âm nhạc và về mặt những cái vấn đề mà nhạc Trịnh Công Sơn nêu lên ấy, là những vấn đề thường hằng giống con người. Nó vừa có một mưu cầu, một cái gì đó thoát thai ra khỏi những cái buồn rầu, cái nỗi cô muộn của cái xã hội gọi là nhiều biến động suốt nhiều thập niên qua, và cũng là trang điểm cho một cái gì đó có tính chất lộng lẫy, gọi là siêu thực và lấp lánh cái vẻ đẹp mỹ cảm của người Việt. Nói chung là tôi nghĩ nhạc sĩ Công Sơn không cố gắng tìm một cái lối biểu đạt có kế thừa trung thành truyền thống toàn phần hay là ảnh hưởng phương Tây quá đậm nét, mà ở nhạc sĩ Công Sơn có một cái gì đó rất là tự nhiên. Có thể nói nhạc sĩ Công Sơn ấy là một người mà được như là nhạc sĩ Văn Cao sẽ dẫn một cái lời của một nhạc sĩ khác, đó là Nguyễn Xuân Khoát, rằng Trịnh Công Sơn viết chữ dễ như lấy chữ trong túi ra vậy. Thì cái đó là một đặc điểm quan trọng khiến cho nhạc sĩ Công Sơn trở đi trở lại những cái mô típ, những cái vấn đề, những cái chủ đề và gắn với cái tiến trình lịch sử của đất nước trong giai đoạn rất nhiều biến động. Thì nó là tiếng lòng, là một cái nỗi gọi là kỳ thác, cái sự gọi là tìm kiếm một hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi nghĩ là nhạc sĩ Công Sơn có cái điểm hay nữa là dù trải qua thăng trầm của đời nhiều hay là những biến động xã hội tác động vào đến bản thân ông cũng như là những cái sự tiếp nhận của công chúng nữa, tuy nhiên ông luôn luôn ông giữ cho mình một cái tâm thế trong sáng, một cái nhìn về cuộc sống có sự nhân hậu. Tôi có thể nói là luôn luôn giữ cho mình một đóa hồng hôn môi, cho dù đóa hồng đấy đã tàn phai, đã úa. Rõ ràng là nói nhạc sĩ Công Sơn là nói đến một cái triết lý về ngôn từ. Như Văn Cao đã nói, ông gọi Trịnh Công Sơn là một người ca thơ. Thì rõ ràng là cái sự ảnh hưởng của ca từ trong nhạc sĩ Công Sơn rất là lớn. Chỉ là những nhạc sĩ cùng thời mà còn dài thế hệ về sau. Trịnh Công Sơn đưa ra một cái ý niệm, một cái biểu tượng hay là những cái hình thái về triết lý ở trong ca từ, không chỉ là về những tình yêu thông thường mà ở ông còn có những cái triết lý về tôn giáo, về nhất là đạo Phật, và những cái sự cứu rỗi cho những cái nỗi bất hạnh và những cái mất mát trong cuộc sống, đặc biệt là qua những ca khúc có liên quan đến vấn đề chiến tranh, những bài ca phản chiến.
Và ông cũng là người cổ vũ cho những cái nỗ lực hòa bình của dân tộc, của con người trong thời chiến và xây dựng tái kiến thiết cái niềm tin của con người sau chiến tranh. Cái đó nó rất quan trọng, khiến cho cái ca từ của ông nó giống như là một cái cuốn giáo khoa về lòng tốt, về cái đẹp, về những cái sự gọi là làm nó giống như là những cái chúng ta gọi là về sau những cái sách mà người ta khiến ta đọc, người ta cảm thấy những cái điều hay lẽ đẹp ấy, giống như những cuốn sách của Thích Nhất Hạnh hay là của những pháp sư, của những người mà có khả năng lôi cuốn công chúng thông qua những con đường bất bạo động hay là những cái lòng vị tha tử tế, thì tôi nghĩ rằng là phần nào Trương Côn Sơn có cái tầm vóc ảnh hưởng đó. Ca từ của ông nó vừa có vẻ đẹp gần gũi của những cái cấu trúc người ta nghe người ta biết đấy là bậc thời sống Việt Nam, những cái âm u của rừng rậm, của những cái buổi sáng mùa xuân, hay là những cái cơn mưa ở trong thành phố, và cũng có những cái độ lấp lánh cái vẻ gọi là siêu thoát của những hình ảnh người đẹp đi trong những buổi chiều lộng gió hay là những cái ngày mùa hạ, nó khiến cho cảm thấy như là đấy có một cái thế giới riêng, nó huyền ảo, nó diễm lệ. Trịnh Công Sơn bắt đầu hoạt động âm nhạc vào khoảng cuối những năm 50 và liên tục sáng tác cho tới cuối đời, là khi ông mất vào năm 2001. Như vậy có thể nói ông là một tên tuổi lớn trong tân nhạc Việt Nam, cùng thời với các nhạc sĩ như Phạm Duy hay Văn Cao. Hà Trang được biết là anh Trương Quý đã thực hiện một nghiên cứu dài hạn về giai đoạn này trong âm nhạc, và đặc biệt là qua biểu tượng Hà Thành đoàn chuẩn Tứ Linh trong cuốn sách mới nhất, Một thời Hà Nội hát, tim cũng không ngờ làm nên lời ca. Vậy sáng tạo ca từ của Trịnh Công Sơn có gì giống và khác với những người đồng nghiệp cùng thời? Dấu ấn của ông nằm ở đâu? Nếu mà nhìn vào cái lịch đại, cái tiến trình của tân nhạc Việt Nam ấy cho đến những năm 50 ấy, thì phải nói là cái sự ra đời của những ca khúc Trịnh Công Sơn vào cuối thập niên 50, đầu 60 ấy, nó có một cái phong vị rất là mới mẻ, ảnh hưởng của những cái trào lưu triết lý phương Tây, nó đã đi rất xa so với tân nhạc thời kỳ đầu. Ở đấy thì người ta thấy một cái cách diễn đạt nó vừa mơ hồ vừa lại vừa lại vừa chi tiết, thay vì là những cái ảo tượng có tính chất mà phù thế gọi là công thức của nhà tân nhạc, như là những người đẹp mặc áo dài hay là những cô hàng nước hay là những người đẹp mà gọi là trên con đường phiêu lãng của các nhạc sĩ gọi là du ca đấy, thì nhạc sĩ Côn Sơn là con là những thành bóng của những người đẹp thành thị, nó không hẳn là thành thị nhưng mà có một cái gì cốt cách ấy. Nó vừa bị đó rất là giống như là những bức tranh gọi là có tính chất biểu hiện và hậu ấn tượng. Cái ở đấy người ta thấy một cái những cái người đẹp ấy không còn là những cái người đẹp có tính chất tả thực đi đi lại lại ở trong một cái môi cảnh rất là dễ đoán như là quán nước hay là hoàng cà phê hay là những người đẹp mưa hoa hái hoa buổi sáng, mà là những người đẹp như là kiểu người đẹp trên bề mặt phẳng, rồi những bức tranh của Modigliani hay là Chagall ấy, những người đẹp có cái tính chất biểu tượng, nó vừa mông lung vừa trạng thái khó bắt, tức là vẽ ra một nữ nhân vật nhưng mà trong nhân vật đấy nó hội tụ rất nhiều cái chuyển động, giống những bức tranh lập thể của Picasso vậy. Cái ca từ của Trịnh Công Sơn trong giai đoạn này đã có một cái hàm lượng yếu tố đòi hỏi là cả người nghe và những người viết, tự nhiên từ phía Trịnh Công Sơn là đã trải qua một cái có hiểu biết chung về những khái niệm trừu tượng. Thì ra tôi nghĩ rằng là ở đây trong cái mức độ gọi là tương tác giữa cảm thụ của hai phía ấy, thì rõ ràng là những bài hát của Công Sơn đã đi lên một cái mức độ trưởng thành hơn trong tâm thức cộng đồng về mặt tiếp thụ những cái kiến thức hàm lượng văn hóa của bên ngoài tác động vào. Trong lúc mà các nhạc sĩ cùng thời thì nhiều nhạc sĩ tìm một cái cách điệu đạt hơi bình dân như là bằng nhạc theo phong cách kiểu bolero hay là những làn điệu nó có hơi hướng nhạc ngũ cung hay là cổ truyền, các cái tiết điệu có tính chất ảnh hưởng của cải lương, chủ đề bình dân xã hội ấy, thì Côn Sơn đi một lối riêng. Ông viết những cái bản ballad ngắn gọn theo cấu trúc nhạc AB rất là rõ ràng,
rất là hiện đại, giống như là âm nhạc của các nước phương Tây nổi lên trong giai đoạn hậu chiến, tức là sau chiến tranh thế giới thứ hai đấy. Cái cụm biểu tượng hình tượng của ông, mặc dù là trên cái chúng ta có thể nếu mà biết được cái điểm sáng tác của Trịnh Công Sơn thì là những cái thành phố nhỏ, những cái tỉnh lẻ như là Huế hay là thị trấn Blau ở Lâm Đồng hay là Quy Nhơn, rất nhiều địa danh khác dọc miền Trung Việt Nam cho đến Sài Gòn thì là thành phố lớn, thì cái hình tượng của người tình, hình tượng của quê hương, hình tượng của triết lý nói chung cũng không thay đổi. Ông vẫn trung thành trước hơn sau một cái thế giới riêng của mình, thế nó vừa ảo não vừa có cái gì đấy như ông như là một chủ soái trong một cái thế giới lạ lẫm đó. Và với gia tài xấp xỉ 600 bài hát trong cuộc đời sáng tác của mình, Trịnh Công Sơn có lẽ cũng sở hữu một hệ thống hình ảnh đa dạng không kém. Chúng ta có thể thấy gió, mây, tiếng mưa, mùa thu, lá vàng, bàn tay, con mắt, vân vân. Các bài hát của Trịnh có một điểm chung là các hình ảnh thường mang nhiều nghĩa ẩn dụ, do đó mạch truyện thường không rõ ràng, ý tứ cũng khá là mơ hồ, huyền ảo. Tuy nhiên không phải là không có những bài hát viết riêng cho những người cụ thể, như chúng ta đã biết là Diễm Xưa dành tặng cho Bích Diễm, hay Xin Trả Nợ Người là bài hát cuối cùng viết cho nàng thơ Giao Ánh. Ca từ trong bài hát có phản ánh cuộc sống thật và trải nghiệm thật của nhạc sĩ không, theo anh? Hay là nói cách khác, Trịnh Công Sơn có phải là một người thành thực và hồn nhiên trong âm nhạc như Đoàn Chuẩn hay không? Đã có nhiều cuốn sách và nhiều nguồn tư liệu để chúng ta thể giải mã được cái nguyên mẫu và cái hình tượng cung cấp cho Trịnh Công Sơn ý niệm để ông tạo dựng nên những hình mẫu người nữ trong âm nhạc cũng như là những biểu tượng rất là mơ hồ. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây Trịnh Công Sơn có một quan niệm thẩm mỹ riêng về việc lựa chọn cái hình ảnh cho mình. Những người con gái, những cái vẻ đẹp, chúng ta thấy những cái câu như là xanh xao, hao gầy, gọi là cái hư ảo, như là đôi mắt và bàn tay và mái tóc ấy, là những cái chi tiết mà được Trung Sơn nhắc lại rất là nhiều. Ông có những cái cách ông tạo ra một không gian nó vừa mê luyến, vừa gợi cảm ấy, lại vừa thanh thoát. Ở ông có một cái độ vô nhiễm, giống như là một ông viết về người tình ấy, người yêu, giống như là viết về một nữ thánh vậy, hay viết về một người có hơi hướng của những bức tượng Đức Mẹ, Tùng Trinh. Chẳng như là có những cái câu ngắn gọn, sơ phác thôi, nhưng mà dựng lên cả một cái không gian, một cái hồi ức, một kỷ niệm. Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều, đấy, như từng cơn nước rộng, xóa một ngày điều hưu. Tức là từ một cái hình ảnh bay qua bầu trời, qua một cái ý niệm, mà Trịnh Công Sơn có thể vẽ ra hay là có thể kéo về rất nhiều cái liên tưởng khác. Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều, như từng cơn nước rộng, xóa một ngày điêu hiu. Hay là một cái cơn mưa buổi chiều trên con đường đến giáo đường chẳng hạn. Trịnh Công Sơn thì thấy ở đấy một cái gọi là những cái gọi là cái tái ngộ về hình ảnh trước và sau. Ông gần như là một người luôn luôn nhìn thực vật hiện tượng ấy, ở trong cái trạng thái mà nó sắp sửa quá độ. Nhìn thấy ở đấy cái đóa hoa bao giờ cũng sắp sửa tàn phai ấy. Nhìn thấy cái sự kết thúc của cái cuộc tình, của cái số phận. Chẳng hạn như là 1.000 năm trước, mây qua, môi em hồng nhạt. 1.000 năm nữa, mây qua, môi em hồng vừa. Tức là luôn luôn nhìn thấy một cái tiến trình, một cái sự biến đổi. Chìm dưới cơn mưa, 1.000 năm trước, mây qua, môi em hồng nhạt. Chìm dưới cơn mưa, 1.000 năm nữa, mây qua, môi em hồng vừa. Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những đám đông, người chơi nhau cuối đường, ngày đi đêm tới, nghe tiếng hư không. Chẳng hạn, những cái cách cấu trúc của ông luôn luôn nhìn thấy một cái chuyển động, cái sự gọi là biến đổi không ngừng của vật thể, của không gian, của thiên nhiên, trời đất, cũng như của lòng người nữa. Chiều nay em ra phố.
chia tay nhau cuối đường. Ngày đi đêm tới nghe tiếng không. Trong tuần nhạc Việt Nam, chị Côn Sơn có một chúng tôi gọi vui một chút là một đối thủ như là gọi là về trong âm nhạc tình ca ấy, có lẽ là Đoàn Chuẩn là một người đàn anh của ông. Thì chúng ta có thể sánh cái dấu vết mà nhật ký tình yêu ấy, sự thành thực và hồn nhiên như âm nhạc từ Trung Sơn cho Đoàn Chuẩn như thế nào. Ngạn nhà Trung Sơn thì ông không bày tỏ một cách quá rõ cái tiến trình của một mối quan hệ trong một bài ca duy nhất, mà ông giải ra rất là một loạt về chủ đề. Có thể có những người sẽ tìm thấy những cái bằng cớ về nhân vật này, nhân vật kia, như là Diễm Xưa cho Bích Diễm, Xin Trả Nợ Người hay là cho Giao Ánh, hay là thậm chí Biển Nhớ thì ta biết là một người đẹp tên là Song Khê, thì có cái câu mà trời cao níu bước Sơn Khê, tức là ghép của tên hai người trong đó. Thì cái này nó có thể là cũng có vài điểm thuyết rõ, nhưng mà cũng có những cái tính chất tôi nghĩ rằng là sự tổng hòa của một cái mỹ cảm của chị Côn Sơn mà thôi. Vì rõ ràng là người đẹp mà mỹ nhân từ giai đoạn đầu đời của chị Côn Sơn ấy, cho đến những bài hát về sau ấy, dường như là không mấy khi thay đổi. Thậm chí là nhiều người sẽ cứ muốn là các ca sĩ hát thì chị Côn Sơn cũng sẽ là những nguyên mẫu của ông và ghép họ vào với bài hát. Là người ta nghe Khánh Ly hay là Lệ Thu hay là Hồng Nhung hay là những ca sĩ khác ấy, thì mọi người sẽ tưởng tượng những ca sĩ đó sẽ hóa thân vào những cái nàng thơ đó. Thì cái này là một cái điều rất là phổ biến bình thường trong âm nhạc. Vì thường là âm nhạc mà khi các ca sĩ nữ, và ở đây rõ ràng là đại bộ phận các giọng ca thể hiện thành công nhạc Trung Sơn là giọng ca nữ, thì thường là cho rằng là đấy là một cái sự hóa thân. Thì có được cái đó bởi chính vì sự tự thành thực của chị Côn Sơn, nó cái dấu vết của những cái câu chuyện kể tình yêu nó quá là đậm đặc. Dù em ngồi yên đấy tôi tìm cuộc tình cho, hay là dù em gót sen hồng, dù em tỉnh khi nhớ, dù em tỉnh lúc xa, hay là dù mãi ngàn năm dòng tóc em buồn, hay là dù mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng. Không chỉ những hình ảnh tình yêu lãng mạn mà những ca từ hiện sinh của Trịnh cũng nổi tiếng không kém. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dõi suốt trăm năm một cõi đi về, hay là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, hay như thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa. Anh có nhận xét gì về ngôn ngữ tác giả sử dụng trong những ca khúc thuộc chủ đề này? Chúng ta có nhìn thấy sự tiếp nối ở các thế hệ nhạc sĩ hậu bối hay không? Cho đến nay thì những nhà nghiên cứu nhạc chị Côn Sơn cũng như là những cái nhà lý thuyết âm nhạc khi tiếp cận đến đề tài nhạc Trịnh thường là chia nhạc chị Côn Sơn thành 3 phần là tình yêu, quê hương và thân phận. Thì trong này thì rõ ràng là cái mảng đề tài thân phận rất là quan trọng, nó gắn với cả cái biến động của xã hội Việt Nam của thời chiến tranh. Thì trong đó cái số phận con người, những cái mất mát, những cái đau thương ấy, nó chiếm một cái góc rất là lớn trong thế giới quan của chị Côn Sơn. Ngôn ngữ ở trong những ca khúc này vẫn bảo lưu những cái dấu vết lãng mạn, những cái uyên áo của những bài tình ca. Thế nhưng mà cái sự bạo liệt và cái độ tương phản giữa cái vẻ bình yên của những cái mỹ từ và cái chất liệu sần sùi thô ráp của những cái chết, của những xương máu, của những gọi là mất mát ấy, nó vẫn rất là rõ. Chị Côn Sơn có đưa ra những cái hình ảnh rất đắt giá về cái sự gọi là điên loạn của chiến tranh, cái sự gọi là như là những cái cuộc gọi là những bức tranh mà của Guernica, của Picasso vậy, viết vẽ về những cái cuộc thảm sát rất là bi thương thời chiến tranh thứ hai. Thì nhà chị Côn Sơn cũng nói bom đạn và quê hương, cái đất nước trong những hoàn cảnh rất là khắc nghiệt ấy. Khi mà cái con người nó mất đi cái chỗ ngụ cuối cùng của họ ở giải đất của mình, thì những bài hát đó
nó thấm thía một cái nỗi buồn của một thế hệ ấy, mà họ sinh ra từ một cuộc chiến trước, một cuộc chiến tranh trước, và họ trưởng thành và lớn lên trong cuộc chiến tranh này, thì dường như ở đấy họ phải chấp nhận được hít thở vì bom đạn. Nhưng mà ở đây bài hát về thân phận, có cái độ hiện sinh, thì ông cũng không dùng một cách trực tiếp, một cái lối diễn đạt rõ rệt trong như là phần khúc phản chiến, mà đây có những cái độ chiêm nghiệm xa hơn, như là trong Một Gọi Đi Về, hoặc là Phôi Pha, hoặc là Chìm Dưới Cơn Mưa, Im Lặng Thở Dài, Im Lặng Của Đêm Tôi Đã Lắng Nghe, Im Lặng Của Đời, Im Lặng Của Người, Khi Hoa Heo Khô. Đấy, hoặc như là 10 năm xưa đứng bên bờ dậu, Đường Xanh Hoa Muối Bay Rì Rào, 10 năm sau Áo Bay Đường Chiều, Chút Tình Dường Như Hiu Hắt Bay chẳng hạn thế. Nó có những cái trăn trở về cái tiến trình như tôi đã nói ấy. Ông nhìn thấy một cái sự gọi là diễn tiến của những cái số của những cái sự vật hiện tượng ấy đi đến hồi trung cục ấy. Thì thường là Jun Sơn có cái nỗi buồn thấm thía cái sự gọi là tàn phai, cái sự gọi là tự hủy của những kiếp nhân sinh. Nhưng mà ở đấy, nhưng mà Trung Quốc Jun Sơn cũng không bao giờ đẩy cái ngưỡng gọi là nỗi buồn đó đi đến mức độ tuyệt vọng. Các những cái khúc mà chúng ta đều quen thuộc đó là Tôi Tuyệt Vọng, thì Jun Sơn cuối cùng vẫn cũng đem một cái niềm gọi mong đợi ấy. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng, nắng vàng phai như một nỗi đời riêng, có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên. Thì ở đây ngôn ngữ của tác giả vừa có cái sự gợi cảm của một cái người thấm được những cái chất liệu ấy, của trong ngôn từ Phật giáo, phận về kiếp số, phận người, về gọi là những cái giải pháp về căn nghiệp ấy, để mà có lẽ là khuôn khổ một chương trình radio chúng ta sẽ khó mà nói cho hết. Nhưng mà ông có độ khiêm cung, ông không có đưa ra những cái tuyên ngôn có tính chất quá là lớn, quá là kiểu vĩ mô, mà đấy cũng cho nhìn vào từng cái số phận, từng cái hành trình của đường đi. Rất đơn giản, chẳng hạn như là Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, này em xin cứu một người. Đấy, thì ông nhìn vào cái bản chất có thật của sống hiện tại đang diễn ra, ông không nhìn vào một cái siêu nhiên hay một cái thứ thoát ly nào. Cái đó là cái mà ảnh hưởng nhiều thế hệ sẽ sau. Tôi biết là rất nhiều nhạc sĩ thế hệ sau, và kể cả những người sáng tác văn học nữa, tương tư như Công Sơn, và gọi là nằm trong vùng ảnh hưởng mỹ cảm của ông, họ thấy đấy một cái cách diễn đạt vừa rất nhẹ nhõm, rất là hài hòa giữa những cái lý thuyết khô khan của tôn giáo, của triết lý, với cái diễm lệ của ngôn từ trong âm nhạc. Cái đó là bài học rất là thú vị cho bất cứ những ai mà quan tâm văn hóa Việt Nam. Tôi đã từng nói với cả một người Úc rằng là bà cần phải nghe nhạc sĩ Công Sơn, để biết nhạc Công Sơn, vì đấy là linh hồn của giới trẻ thành thị Việt Nam, nhất là ở miền Nam một giai đoạn. Còn các ca khúc phản chiến thì sao? Anh Trương Quý lúc nãy đã nhắc tới hình dung chiến tranh trong nhạc Trịnh. Đã từng có một thời gian nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn bị cấm lưu hành ở cả hai miền Nam Bắc. Nhưng sau này khi các chính sách được nới lỏng thì các bài hát này của ông đã được phát hành. Điển hình có thể kể đến các bài hát như Đại Bác Du Đêm, Người Con Gái Việt Nam Da Vàng hay Gọi Tên Bốn Mùa. Giọng ca phản chiến của Trịnh Công Sơn có gì đặc biệt? Một cái mảng rất là đáng chú ý, mà có thể nói đưa cái tên tuổi Công Sơn lên một tầm vóc ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng, chính là nhạc phản chiến. Nhạc phản chiến của Công Sơn có khoảng chừng 7-8 chục bài, thì nó cũng nằm trong một vài tập nhạc ông viết vào những năm 60-70.
không phải chỉ mình Dũng Sơn viết nhạc truyện phản chiến, còn có cả một thế hệ nhạc sĩ Juka ở miền Nam cũng viết phản chiến, Phạm Duy, Tô Thất Lập, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Đức Thắng. Nhưng mà nhạc truyện Côn Sơn phản chiến có một cái cảm giác về cái khá tính và cách xây dựng cái cố tứ các hình tượng ấy. Thì ông có một cái thuật ngữ là ca khúc Da Vàng. Ông có hai tập là ca khúc Da Vàng và Kinh Việt Nam. Đấy thì chắc chưa trở lại ông đấy, ông nhìn thấy cái thân phận người Việt, một cái thân phận của một dân tộc mà bị dày vò bởi cuộc chiến, bởi bom đạn. Và có cái ở đây ông tìm thấy một con ngữ biểu đạt nhiều khi gần tựa như những bức tranh thiêu thực vậy, hát trên những xác người hay là Đại Bác Dù Đêm, cái con gái Việt Nam Da Vàng, những cái hình ảnh như là mẹ vỗ tay reo mừng xác con, chị vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hòa bình. Nó như là một cái trạng thái điên loạn ấy, trạng thái gọi là mất trí của một cái xã hội, của một cái không gian ấy bị bom đạn cày xuống tất cả, đảo lộn ngày đêm và cày sống cái chết. Ở đây thì Chu Công Sơn một mặt là nhìn thấy những cái nỗi đau, những cái tổn thương, đàn bò vào thành phố không còn ai hỏi thăm, đàn bò tìm dòng sông nhưng dòng đã cạn khô. Đấy chẳng hạn thế, hoặc là người già co ro em bé lõa lồ, tưởng hạt cơm khô trong miệng hững hờ chẳng hạn thế, hoặc là những cái ông kêu gọi con người gần lại với nhau, cái sự mà cảm hứng cộng đồng chia sẻ đấy khiến ta xúc động, bởi vì là những bài ca phản chiến hết những cái lời khô khẩu hiệu nó cần phải có một cái độ đồng cảm và có một cái thẩm mỹ ca từ nhất định để mới chinh phục đám đông. Chờ nhìn quê hương sáng chói, mắt mẹ ngày nay chưa mờ, đấy, ta đã thấy gì trong đêm nay, bàn tay trăm vạn bàn tay, những ngón tay thơm nối tật nguyền, nối cuộc tình nối lòng đổ nát, bàn tay nối anh em. Đây suối quê hương tắm gội nhục nhằn, 10 năm im trong tiếng súng, nương lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng. Ông ấy, các phong phản chiến ấy, từ những ca từ nó tuôn ra như một dòng suối, dòng thác ấy, thay vì là những cái bài chậm chậm, tiết tấu của những bài hát nhạc tình thời đầu, thì ở đây ông có một cái độ thoải mái, phóng khoáng, những bài hát tiết tấu rất dồn dập. Như những bài rất nổi tiếng như Nối Vòng Tay Lớn chẳng hạn, thì người chết nối linh thiêng vào đời, đúng không? Bàn tay ta nắm nối tròn vòng tử sinh, hay là Vượt Thác Treo Leo Tay Ta Vượt Đèo. Ông nhanh chóng tìm thấy những cái biểu tượng rất là đặc sắc, phải chân ta vượt đèo, mọi tay ta vượt đèo, đúng không? Những con đường rất treo leo hiểm trở, ta nhìn thấy đấy một cái sự chuyển động rất là nhọc nhằn, rất là đầy gọi là hiểm nguy, thế mà đầy nỗ lực của những cái trái tim Việt Nam là tìm thấy một cái đích đến chung cục. Thì ở Chị Ông Sơn đọc phản chiến xáo trộn những cái giọng vừa căm phẫn, vừa bi ai nhưng lại vừa có chất tráng ca nữa, khác với cả những cái tông giọng thứ gọi là sầu não của những bài hát thất tình trước đây của ông chẳng hạn, thì ở đây có một cái độ gọi là bay bổng của mộng ước. Tôi nhìn thấy đấy một cái mơ mộng ấy. Có lẽ ở đây những con tôi là một người cũng có một cái khao khát được gần thân. Tất nhiên là đấy vẫn chỉ là mơ ước của một cái con người ở trong một xã hội mà tìm một cái lý tưởng, một cái vẻ đẹp ấy, nhiều khi cũng chỉ là hư ảnh. Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng, Sài Gòn ra chung, Hà Nội vô Nam, tôi đi chung cuộc ngừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình. Có những người sẽ nói rằng là nhạc phản chiến Chu Công Sơn hay một giai đoạn đã nói là nó vẫn còn yếm thế, nó là cái gì đấy hão, nó là gọi là cái không thực, hoặc là thậm chí ông vấp phải cả những cái sự gọi là phản đối hay là sự gọi như là nghi ngờ từ cả hai phía. Thế mà chúng ta thì không cùng thời gian, chúng ta thấy rằng là trước sau Chu Công Sơn có một cái mỹ cảm riêng về cái hòa bình, về cái tiếng nói lương tri ấy.
Đó là vì sao mà cho đến bây giờ thì những bài phản chiến của Trung Sơn vẫn được người ta tìm đến như là những bài hát thú vị, tâm thế khao khát của một lứa người, hoặc cái cách biểu đạt nó rất là đặc sắc. Chúng ta vẫn còn nhớ những bài hát như là Người con gái miền Nam da vàng, Yêu quê hương như yêu đồng lúa chín, Đồng rau hòa bình, hoặc là những bài ca dao mẹ, Mẹ ngồi du con nước mắt nhục nhằn, Xót xa đời mình, đúng không? Tức là những cái đó nó tạo ra một cái lực, nó hút tất cả sự quan tâm của công chúng đến một cái đích ấy, đến cái đích gọi là nhân bản ấy, gọi là cầu vọng cho một cái tương lai, gọi là con người ta sống với nhau hòa bình và thân ái. Câu phản chiến Trung Sơn ấy có một cái vốn từ vựng cũng vẫn chia sẻ chung với cả những ca khúc dòng tình khúc và dòng về thân phận của ông. Những cái vốn từ như là về hình tượng người phụ nữ rất là ám ảnh, như là bài hát Con gái miền Nam da vàng, thì như Công Sơn đã từng kể là ông có cảm hứng viết bài này từ khi ông nhìn thấy xác của một cô du kích trên đèo Hải Vân. Đó, thì vẫn là những người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như đã yêu mình, những cách mà ông hình dung ra cái tâm trạng và cái hành vi của đối tượng ấy, rất là thú vị, rất là đáng để ý. Cách ông nhân hóa những cái biểu, những cái sự vật hiện tượng nó cũng rất đáng kể, như là 20 năm nhục nhằn đã qua, hôm nay thấy mặt trời rực sáng trong tim người, trong tim ta, trong tim anh, trong tim những ruộng đồng gội nắng. Đấy thì nó cảm thấy là ở đây ông huy động tất cả cái thành phần gọi là hệ thống biểu tượng quen thuộc của mình để phục vụ cho cái ca từ của mình. Đường ta đi mênh mông phố xá, bao người quen, bản chân ta thênh thang, những nắm tay reo mừng, về khắp chốn núi rừng, về khắp bao thôn làng, cùng hát sông đất mới, cho trời vui theo với lòng người. Cái điều này rất quan trọng bởi vì là nó sẽ tiếp nối bởi bằng những cái chủ đề bài hát, chủ đề có tính chất về quê hương thời sau của ông, cũng như là thời đất nước thống nhất, ông vẫn tiếp tục cái mạch đó. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà cái ông Sơn có một cái tiếp nối cho những ca khúc như Em ở nông trường, Em ra biên giới, Huyền thoại mẹ, hay là Trường như quê hương tôi, là một ca khúc mà tôi nghĩ rằng là có thể thấy được cái sự tiếp nối toàn vẹn của những ông Sơn. Đó, như Trường trên quê hương tôi, nắng phơi trên màu ngói non tươi, gió mang đi một mùa sẽ tới, sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài. Rõ ràng là cơn mưa, cơn nắng, hay là buổi chiều, hay là tất cả những cái biểu tượng ấy đã xuất hiện tất cả trước đó, thì bây giờ Trung Sơn tái hiện lại với một vỏ thẩm mỹ mới, thì cái đó là một cái sự chuyển tiếp rất là tự nhiên. Khi mà chúng ta thấy rằng là nhiều người sẽ cho rằng là những bài hát thời tình ca ban đầu mới là giá trị, mới là một cái sự ma mị như Công Sơn, nhưng mà ông cũng có một cái biến đổi của chính ông và cuộc sống thời cuộc đòi hỏi con người ta cũng có những cái sự thay đổi. Hoặc là ca khúc mà rất nổi tiếng về sau mà rất nhiều người thuộc là Em còn nhớ hay em đã quên, thì bài hát đã được đặt tên bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, dựa trên cuộc đời sáng tác của Công Sơn. Thì bài hát đó cũng như bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội và những bài hát về một số địa danh đặc biệt thì cho thấy rằng là Trung Sơn có bắt đầu là chuyển dịch cái sự, cái biểu tượng thẩm mỹ của mình từ những cái phạm trù hiện sinh hay là hư ảo về hiện thực rõ rệt hơn. Có thể có nhiều người cho rằng đó là một sự phát triển không hợp lý về mặt thẩm mỹ của một tượng đài về mỹ cảm ấy. Nhưng mà với tôi nghĩ rằng là mỗi người tăng tác trong cuộc sống ấy, thường họ sẽ lựa chọn những cái biểu tượng hay những cái giá trị phù hợp với tao nhất lúc đoạn đó. Có thể nói rằng là như điểm lại tổng quát ấy, hệ thống bài ca trên Công Sơn ấy, trong ca từ thì nhiều khi tôi cũng cứ hình dung ấy, ông giống như là một cái biên niên gọi là tình cảm của người Việt.
Giống như là chúng ta đã có Truyện Kiều, thì lúc nào giờ Truyện Kiều ra chúng ta hay có nhiều ai cũng thể thuộc vài câu, thậm chí có thể bói Kiều. Thì nhạc Trịnh Công Sơn chẳng hạn, nhiều khi ai cũng lầm nhầm một vài câu hát trong một bài nào đó, Trịnh Công Sơn vẫn thấy cái tâm trạng của mình được lấp lánh, được thăng hoa ở trong những bài hát đó. Dường như là ca sĩ nào ở Việt Nam ấy cũng đều biết hát bài hát Trịnh Công Sơn và từng thử sức với nhạc của ông. Rõ ràng là cái độ phổ cập và cái sức phổ biến của Trịnh Công Sơn rất là rộng rãi và không phải nghi ngờ. Có lẽ là sẽ còn lâu nữa thì mới có một tác giả có sức phổ quát và cái sự ảnh hưởng rộng lớn đến công chúng Việt Nam như Trịnh Công Sơn. Có lẽ còn rất lâu mới có một tác giả với ca từ có thể khiến người hát, người nghe cảm thấy sửng sốt và cảm thấy bất ngờ. Luôn luôn ông tạo ra những cái bất ngờ đó, đôi khi ra những ám ảnh về gọi là tâm trí. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe. Ở đấy chúng ta thấy một cái sự gọi là thăng hoa của cảm xúc, của cảm giác và cả nỗi ám ảnh về kiếp người nữa. Nếu mà tôi muốn muốn được gọi là cảm thấy mình an ủi hay là cảm thấy khuây khỏa thì thường tôi sẽ chọn một bài hát nào đó chứ Công Sơn đó, thì rất là dễ đáp ứng với tâm trạng mình lúc đó. Có thể là điều mà không phải nhạc sĩ nào hay là ca từ nào cũng có thể làm được việc đó. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Trương Quý đã tới tham dự với Trạm Radio và đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Và để kết thúc chương trình, Trạm Radio xin gửi tặng các bạn ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng, sáng tác và thể hiện bởi Trịnh Công Sơn. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai, là ai, mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hôn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên. Tuyệt vọng.
thôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em, con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng, đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh, có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai